Chào các bạn, trong video trước chúng tôi đã hướng dẫn các bạn cách điền đơn N400 một cách khá chi tiết. Điền chính xác và nộp mẫu đơn N400 là một bước rất quan trọng trong quá trình nhập quốc tịch. Để đơn của bạn được xét duyệt nhanh hơn thì các bạn cũng phải nộp cùng với đơn các giấy tờ để hỗ trợ. Trong video hôm nay, chúng tôi sẽ trình bày cho các bạn các giấy tờ cần thiết nộp cùng mẫu N400 đơn xin thi quốc tịch Mỹ. Tất cả những người đăng ký thi quốc tịch Mỹ phải gửi kèm với đơn N400 của mình các giấy tờ sau. Thứ nhất, bản sao cả hai mặt của thẻ thường trú nhân, tức là thẻ xanh. Nếu bạn bị mất thẻ thì hãy gửi bản sao giấy biên nhận của mẫu I90, đơn xin đổi thẻ thường trú nhân. Thứ hai, xét hoặc ngân phiếu cho phí xét duyệt hồ sơ và phí lấy dấu vân tay viết số thẻ thường chủ nhân của bạn tức là số A vào mặt sau của xét hoặc ngân phiếu Lưu ý là người từ 75 tuổi trở lên thì không cần phải nộp phí lấy dấu vân tay Ở cái mục này bạn cũng có thể thanh toán bằng thẻ tín dụng mà không bị tính thêm phí N400 là hình thức duy nhất mà bạn có thể thanh toán bằng thẻ tín dụng bằng cách là điền mẫu G1450 ủy quyền giao dịch thẻ tín dụng. Thứ ba, nếu bạn cư trú bên ngoài nước Mỹ thì bạn nộp hai ảnh màu hộ chiếu 2x2 chụp gần nhất. Bạn cũng viết nhẹ vào mặt sau của mỗi ảnh bằng bút chì tên và số A của mình. Nếu như mà tôn giáo của bạn yêu cầu bạn phải che đầu thì bạn vẫn phải đảm bảo là các đặc điểm trên khuôn mặt của bạn vẫn phải được lộ ra trong ảnh vì mục đích nhận dạng. Ngoài ra, các bạn cũng cần phải gửi bản sao các giấy tờ sau trừ khi USCIS yêu cầu bản gốc. Thứ nhất, nếu mà luật sư hoặc người đại diện được ủy nhiệm thay mặt cho bạn thì bạn gửi một bản khai hoàn chỉnh mẫu G28 thông báo về sự đại diện của luật sư hoặc người đại diện chính thức. Thứ hai, nếu tên hợp pháp hiện tại của bạn khác với tên trên thẻ thường trú nhân thì các bạn phải gửi các giấy tờ thay đổi tên một cách hợp pháp như là giấy chứng nhận kết hôn, ly hôn hoặc là quyết định khác của tòa. Thứ ba, nếu bạn nộp đơn xin thi quốc tịch trên cơ sở kết hôn với công dân Mỹ thì các bạn hãy gửi bốn mục sau đây. Thứ nhất là bằng chứng vợ hoặc chồng bạn là công dân Mỹ trong 3 năm qua, bao gồm có giấy khai sinh, nếu mà vợ hoặc chồng của bạn không bao giờ bị tước bỏ quốc tịch từ khi sinh. À, giấy chứng nhận nhập tịch hoặc là giấy chứng nhận quốc tịch mặt trong của trang bìa và chữ ký của hộ chiếu Mỹ hiện tại của vợ hoặc chồng bạn à, và cuối cùng là mẫu FS 240 báo cáo sinh ở nước ngoài của công dân Mỹ. tiếp theo là giấy chứng nhận kết hôn hiện tại của bạn à, thứ ba là bằng chứng về việc chấm dứt tất cả các cuộc hôn nhân trước của vợ hoặc chồng bạn ví dụ như là quyết định ly hôn hủy hôn hoặc là giấy chứng tử và các giấy tờ liên quan đến vợ chồng bạn là như là tờ khai thuế tài khoản ngân hàng giấy tờ cho thuê hoặc thế chấp giấy khai sinh của con cái hoặc là các bản sao chứng nhận thuế thu nhập của cơ quan thuế vụ IRS mà cả hai vợ chồng bạn đã nộp trong vòng 3 năm qua hoặc là bảng khai, bảng kê khai thuế IRS trong vòng 3 năm qua. Thứ tư, nếu bạn đã kết hôn trước đó thì hãy gửi các bằng chứng rằng tất cả các cuộc hôn nhân trước đó đã kết thúc, ví dụ như là quyết định ly hôn, quyết định hủy hôn hoặc là giấy chứng tử nếu như mà vợ hoặc chồng đã chết. Thứ năm, nếu bạn đang làm việc cho quân đội Mỹ và nộp hồ sơ xin thi quốc tịch theo cái diện này thì hãy gửi mẫu đơn N26 hoàn chỉnh, tức là mẫu yêu cầu chứng nhận quân sự hoặc là hải quân. Giấy tờ thứ sáu, nếu bạn đã thực hiện bất kỳ chuyến đi nào ra khỏi Mỹ kéo dài từ 6 tháng trở lên, từ khi trở thành thường trú nhân hợp pháp, thì hãy gửi bằng chứng rằng bạn hoặc là gia đình của bạn vẫn còn tiếp tục sống và làm việc hoặc là giữ quan hệ với Mỹ. Ví dụ như là tờ kê khai thuế IRS hoặc chứng nhận khai thuế IRS liệt kê các khoản thuế của bạn trong 5 năm qua hoặc là trong 3 năm nếu bạn kết hôn với người Mỹ, ừ. uh, tiền thuê nhà hoặc là thế chấp và các cái thanh toán tiền lương giấy tờ thứ bảy nếu bạn có vợ hoặc chồng phụ thuộc hoặc là người con phụ thuộc mà không sống cùng thì hãy gửi các cái giấy tờ sau bất kỳ quyết định nào của tòa hoặc chính quyền để cung cấp hỗ trợ tài chính và các bằng chứng về sự hỗ trợ tài chính của bạn bao gồm bằng chứng cho thấy bạn đã tuân thủ bất kỳ quyết định nào của tòa hoặc chính quyền chẳng hạn như là xét đã hủy tiền vào giấy biên nhận một bản in của tòa hoặc của cơ quan về khoản tiền chi trả cho việc trợ cấp nuôi con, bằng chứng về tiền lương của bạn đã được trích ra một phần để hỗ trợ người phụ thuộc, hoặc là thư của cha mẹ hoặc là người giám hộ, người chăm sóc con cái của bạn. Thứ 8. Nếu bạn đã từng bị bắt giữ hoặc bị giam giữ ở bất kỳ nơi nào bởi bất kỳ nhân viên thực thi pháp luật nào vì bất kỳ lý do gì mà không bị phạt tiền, thì các bạn phải gửi bản gốc chính thức của cơ quan bắt giữ hoặc là tòa án xác nhận rằng không có khoản tiền phí nào phải nộp. Thứ 9, nếu bạn đã từng bị bắt giữ hoặc bị giam giữ bởi bất kỳ nhân viên thực thi pháp luật nào vì bất kỳ lý do gì mà lại bị phạt tiền, thì hãy gửi bản gốc hoặc là bản sao có xác nhận của tòa án về toàn bộ hồ sơ bắt giữ và xử lý đối với từng vụ việc, ví dụ như là lệnh sa thải, hồ sơ kết án hoặc là án lệnh. Thứ 10. Nếu bạn đã từng bị kết án hoặc bị đưa vào một chương trình kết án thay thế hoặc chương trình phục hồi chức năng, chẳng hạn như một chương trình điều trị bằng thuốc hoặc là chương trình dịch vụ cộng đồng thì bạn phải gửi Thứ nhất là bản gốc hoặc bản sao có xác nhận của tòa án về hồ sơ kết án cho mỗi vụ việc và tiếp theo là bằng chứng rằng bạn đã hoàn thành cái án của mình. Bao gồm có cái hồ giấy tờ là bản gốc hoặc bản sao có chứng thực của hồ sơ quản chế hoặc tạm tha của bạn hoặc là bằng chứng rằng bạn đã hoàn thành một chương trình kết án thay thế hoặc chương trình phục hồi chức năng. Giấy tờ thứ 11 nếu bạn đã từng bị bất kỳ vụ bắt giữ hoặc kết án nào nhưng mà lại bị bỏ trống để riêng niêm phong bị xóa hoặc bị loại bỏ khỏi hồ sơ thì bạn phải gửi bản gốc hoặc bản sao có chứng thực của tòa án về việc bỏ trống để riêng niêm phong xóa bỏ hoặc loại bỏ việc bị bắt giữ hoặc kết án hoặc báo cáo gốc của tòa rằng không có hồ sơ nào tồn tại về việc bạn bị bắt giữ hoặc bị kết án trong cái uh, mục này thì lưu ý nếu mà bạn bị bắt hoặc là bị kết tội bạn có thể gửi bất cứ bằng chứng đối kháng nào hoặc là bằng chứng nào có lợi cho bạn về các trường hợp bị bắt giữ hoặc kết án và rằng bạn muốn các cơ quan di trú và nhập tịch của Mỹ xem xét cho bạn Giấy tờ thứ 12 Nếu bạn chưa từng khai thuế thu nhập kể từ khi bạn trở thành thường trú nhân hợp pháp thì hãy gửi tất cả các thư từ với cơ quan thuế vụ IRS liên quan đến việc bạn đã không khai thuế. Giấy tờ thứ 13 Nếu bạn có bất kỳ khoản thuế liên bang, tiểu bang hoặc địa phương nào mà quá hạn thì bạn phải gửi thỏa thuận đã ký từ IRS hoặc cơ quan thuế tiểu bang hoặc địa phương cho thấy rằng bạn đã khai thuế và đã sắp xếp để thanh toán các khoản thuế mà bạn nợ và tài liệu từ IRS hoặc cơ quan thuế tiểu bang hoặc địa phương cho biết tình trạng hiện tại của chương trình trả nợ của bạn. Lưu ý là bạn có thể nhận được bản sao tài liệu thuế và thông tin thuế bằng cách liên hệ với văn phòng IRS địa phương của bạn, sử dụng trang màu xanh dương trong quyển danh bạn điện thoại của bạn hoặc thông qua trang web www.irs.gov Giấy tờ thứ 14 Nếu bạn nộp đơn trong trường hợp ngoại lệ về khuyết tật cho yêu cầu của các cái bài kiểm tra thì bạn phải gửi bản gốc mẫu n tám chứng nhận y tế về khuyết tật ngoại lệ được hoàn thành chưa đầy 6 tháng trước bởi một bác sĩ y khoa hoặc là xương khớp được cấp phép hoặc chuyên gia tâm lý được cấp phép. và cuối cùng nếu bạn không đăng ký nghĩa vụ quân sự mà và bạn là nam giới trên 26 tuổi sống ở Mỹ với tư cách là thường trú nhân hợp pháp giữa độ tuổi từ 18 đến 26 thì bạn phải gửi một lá thư thông báo về tình trạng của bạn từ cơ quan tuyển dụng quân sự. Như vậy, chúng tôi vừa trình bày cho các bạn các giấy tờ cần thiết nộp cùng mẫu N400 đơn xin thi nhập quốc tịch Mỹ. Các bạn lưu ý là trước khi nộp đơn phải thu thập đầy đủ các giấy tờ áp dụng với trường hợp của mình và sau khi điền đơn thì nộp cùng luôn. Nếu không thì đơn của các bạn có thể bị chậm xử lý hoặc bị trả lại.